Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Ở đây có chiếc xà lan đang đi lên ha các bạn. Nhưng mà gió dữ lắm các bạn ơi, không biết mình nói các bạn có nghe được cái gì hay không nha. Hiện tại bây giờ là gió kinh khủng lắm. Chiếc này hai cabin luôn nha. Đó. Chiếc này không có chở hàng nha các bạn. Đang bơm nước trong hầm ra hay gì vậy? Giờ đang xúc hầm hay gì các bạn ơi? Còn xa lắm các bạn, đợi chứ tới chút xíu nữa nha. Đang xúc hầm ra hay gì? Ồ, ở dưới kia có một chiếc đi lên đó kìa các bạn. Đây, cái này của Long Sơn hay gì nè. Đúng rồi, Long Sơn 03 các bạn. Long Sơn 03 là chở bề ngang 3 thùng, dài 3 thùng ha. Đây, đi sát lại nè. Ở trên môi có cái đèn không à? Đi nước xuôi các bạn ơi. Nên đó là thả nước xuôi mà gió xuôi luôn nha. Chiếc này có hai con lươn nước các bạn, mà nhìn thấy lớn ghê á. Chiếc này thì trên 1.000 tấn đó các bạn, nhưng mà không biết bảo bao bao nhiêu ha. Trời, mặn nước 44 luôn. Mặn nước 44 vậy là chiếc này là nó nằm khoảng 2.000 tấn nha các bạn. Có 2.000 tấn rồi đó. Nó cao lớn ghê luôn á, mà đều có một cái là đây có hai con lưng nước thôi. Chứ này có Sài Gòn hả các bạn? Bằng nước 44 nha. Nước đang xúc hầm ra vậy nè. Chiếc này hai động cơ luôn nha các bạn. Ô, chiếc này sẽ nằm giá 2.000 tấn là khỏe luôn rồi đó. Sao 2.000 trên 2.000 nữa chứ. Ô, hai động cơ hai bánh lái ha. Mình đang quay mà gió nó giặt cái một cái điện, cái máy quay nó giặt qua một bên điện, trời kinh khủng thiệt. Bữa nay gió dữ lắm các bạn ơi, nhưng mà hết video rồi, không đi quay cũng không được hết các bạn. Xà lan 2.000 tấn thì mình đoán tầm khoảng 2.000 nha các bạn, 2.000 trên 2.000 nha, có thể là 2.000 mà 2.400 đổ lại. Bữa anh quay cái chiếc mà nước sơn nó cũ á, anh em bình luận nói thì chiếc đó là nó khoảng 2.000 tấn nha. 2.000 tấn, hoặc là chiếc đó có hai động cơ. Anh em đón thì anh em nói là cái chiếc đó là hai động cơ cubin N14 nha. Rồi xa rồi. Nhìn đã ghê không? Cái nắp hầm nó muốn bằng với cái nắp cabin hay sao luôn à. Rồi bây giờ mình quay cái chiếc Long Sơn 03 lên nha các bạn. Chiếc này ngang 3 thùng, dài 3 thùng nha.
Hai sao có chiếc đó nè. Long Sơn này hình như là cũng nhiều chiếc lắm các bạn, chứ không phải là có một hai chiếc đâu. Hết biết gió. Mà nói chuyện cho các bạn chứ không nghe được gì luôn rồi, quá xá rồi, quá xa gió. Đã nước xuôi đã thì chứ. À, chiếc Long Sơn này, chiếc này cũng nó cũng nhỏ nha các bạn. Hạn nước đó là 36 nè ha. Bề ngang 3 thùng tại chiếc này, bề dài cũng khoảng ô lòng bề ngang cũng khoảng 11 12 m nha các bạn. Bề ngang 11 12 m và bề dài cũng 50 mấy 60 m nha. Tải mấy chiếc này thì nó trên 1000 tấn nha. Thùng 40 feet thì nó chở được ba mấy thùng nha các bạn. Băng ba mấy trên bên trên ba chục thùng. Chiếc này xài một động cơ màu ha, cái bô lớn ở trên nè, còn cái bô nhỏ dưới là cái bô của mấy chiếc cái máy dầu ha, máy dầu phát điện đậu dưới á, máy dầu phát điện bơm nước đậu dưới hầm nha. Còn cái bô bự là cái bô của động cơ lớn của máy chạy cái này. Bạn thấy đi nhẹ nhàng không? thả nước xuôi nhìn đó quá đã luôn à. Này là không có tốn nhiều dầu luôn á. Đây em này cũng bự đó nè các bạn. Em này mà ăn nước có bao nhiêu đây, hình như là 3 mét, 3 mét mấy luôn nè. Dướng rồi, dướng cái chế độ rồi. 3m1, 3m3, 3m5, 3m7 hay các bạn như cái 3m8 á. Nằm 3m8 luôn nha. Chiếc này đẹp dữ lắm nha các bạn. Chiếc này của Tiền Giang mình luôn nè. Đóng mới năm 2015 luôn nha. Ôi đã không? Cái mũi nó bê đang bê qua bên kia ha. Cái mũi đang bê qua bên kia, đừng một lát nó vượt chiếc Long Sơn trước nha. Cái chiếc này mình nó nhìn hả, nó bằng chiếc Long Sơn luôn á. Cũng lớn hơn chiếc Long Sơn nữa chứ. Không chắc bằng à. Không lớn hơn chứ, chiếc này 3 mét bằng nước 3m8 luôn rồi, 3m7 3m8 rồi, Long Sơn nãy có 3m6 à. 3m4 3m6 à. Cái chiếc này tầm trên 1000 tấn thôi nha các bạn. Cả 1500 tấn á. Đó. Ba em đi quá xa rồi. Rồi dưới này hình như có em đang lên đó nè. Bữa nay toàn là em bự bự thôi nha các bạn. Bự bự cọp cọp không à. Đây. Đi cũng rất là nhanh luôn nè. Cũng hai cabin luôn ha. Hai cabin, hai con lươn, hai lưng nước. Mặn nước 3,5 m luôn nha các bạn. Đó, cũng tầm giá trên 3,5 m là nó tổng tầm giá là gần 1500 tấn rồi ha. Cả 1400 có tấn là có luôn rồi đó. Đi rất nhanh luôn nha.
Chiếc này trên mui không có trọng gì ha, có hai bình nước sinh hoạt hay sao à? Không nghe tiếng máy luôn, quá êm luôn. Thường thường mấy chiếc xà lan chở cát á các bạn, chở cát chở đáy ha, thì anh em thường thường là đóng hai vách hai đáy ha. Còn mấy chiếc này thì chắc một không quá. Bè này bè xương ha, chứ không bè hộp ha. Bè xương nhìn cũng đẹp các bạn. Có nghe tiếng động cơ rồi đó. Chế này của Cần Thơ nha các bạn. Chiếc này hồi nãy đang vượt nè các bạn, vượt mà nó bê nè, ra nè các bạn thấy nó bê không, nên là phải lấy đầu đâm vô bờ ha, đâm vô bờ mới lấy gọng ra được đó. Vượt nha các bạn, gió lắm nè, nó cũng khó nha. Này mấy chiếc lớn mà nổi cái này là gió nó dễ bê lắm nè. Lúc nào là cái đít cũng bê bên đây không nha. Rồi đợi chiếc khác tới quay tiếp nha các bạn. Đi xuống một giây 4 chiếc ha. Mình quá đã luôn. Rồi bye bye các bạn nha.